Tổ sư Ứng Quang khai thị về danh hiệu Quang Thế Âm Bồ Tát và Thần Chú Đại Bi. Tập 13. Sưu tập Tỳ Kheo Thích Chất Nhàn. D. Những câu chuyện cảm ứng khi niệm danh hiệu Quang Âm Bồ Tát và trì Chú Đại Bi. Độ thoát sanh tử. Câu chuyện số 1. Chiều nhà Đường, Huệ Nhật Pháp Sư nương thuyền vượt biển đến nước Thiên Trúc. Ông đi khắp nơi tham vấn các bậc trí thức đã thông đạt tâm tạng để thỉnh cầu pháp yếu đường thắt, mau thoát khỏi luân hồi. Các ngày mà Pháp Sư tham vấn đều vô cùng tán dương pháp môn Tịnh Độ. Pháp Sư Huệ Nhật sau đó lại đi đến một đại danh sơn ở phía đông bắc nước Kiệt Đà La, có thần tượng Quán Âm Bồ Tát để lễ bái. Tương truyền rằng nếu người nào chí thành cầu đảo trước thần tượng thì sẽ được Bồ Tát hiện thân. Thiền sư khi đến nơi phát nguyện tuyệt thực 7 ngày lễ bái cầu đảo, nguyện được Bồ Tát hiện thân. Nếu không mãn nguyện thì thề đến chết cũng không rời. Đến đêm thứ 7, bỗng thấy Quán Âm Đại Sĩ hiện thân tự kim, ngồi trên bảo liên hoa, đưa tay xoa đảnh Huệ Nhật Pháp Sư mà dạy rằng ông muốn truyền chánh pháp của Như Lai, để lợi mình lợi người thì nên chuyên niệm thánh hiệu A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, hồi hướng phát nguyện cầu vãng sanh. Khi đã đến nước ấy rồi, thời thấy Phật và thấy ta, lợi ích của việc này rất lớn, không thể nào nói hết. Ông nên biết pháp môn Tịnh Độ thù thắng hơn tất cả các pháp môn, và công hành niệm Phật thù thắng hơn tất cả hành. Nói dứt lời thì Bồ Tát ẩn mất. Pháp Sư trở về Trường An, vâng lời dạy của Bồ Tát, cực lực khuyến hóa tất cả mọi người niệm Phật. Đến giờ phút cuối cùng, Pháp Sư không bệnh, an nhiên kiết già niệm Phật mà viên tịch. Trích Cao Tăng Truyền, tập 3. Câu chuyện số 2. Chiều nhà Tống, vợ của Lữ Hoàng Đô Quán Viên Ngoại tên là Ngô Thị, hai ông bà đều trai giới thanh tịnh và rất thông đạt vật lý. Ngô Thị thờ Quán Âm Bồ Tát rất thành kính, hàng ngày đều chuyển tâm lễ Phật niệm Phật nên có được nhiều linh cảm. Trong tỉnh thất của Ngô Thị có mấy chục cái bình sành, bà dùng tinh thủy rất đầy chúng ấy, tay cầm cành dương liễu trì tụng Chú Đại Bi vào ấy. Khi thực hành như vậy thì thấy Quán Âm phóng quang minh vào trong bình. Bệnh nhân ở các nơi đến xin nước ấy uống đều được thuyên giảm bệnh tình. Nước tụng chú để nhiều năm vẫn không hư, vào tiết mùa đông lạnh giá vẫn không đóng thành băng giá. Do vậy mà nhiều người gọi bà là Quán Âm Viện Quân. Bà có hai người thị nữ cũng tu theo tịnh nghiệp. Một trong hai người này rất nghiêm trì tịnh giới, chuyên tu khổ hạnh, có khi suốt tháng không thấy cô dùng đến cơm cháo. Mỗi ngày chỉ cần uống một chén tịnh thủy của Quán Âm Viện Quân chỉ chú mà thôi. Một thời gian sau, cô nhìn thấy Phật A Di Đà cùng chư Bồ Tát Thượng Thiện Nhân ở Cực Lạc hiện ở trước mắt. Mãi như vậy trải qua trong suốt thời gian một năm, đến ngày cuối cùng cô an nhiên niệm Phật mà vãng sanh. Trích Long Thơ Tịnh Độ Văn. Chuyện số 3.
Triều Nhã Nguyên, Đào Thị Tập Độc Nương là người ở Từ Thôn, huyện Thường Thục. Lúc 26 tuổi thì cô có chồng, nhưng vẫn chưa có con. Đào Thị cảm ngộ những sanh vô thường khổ não, thế gian toàn cảnh ô trực xấu xa, không có gì đáng lưu tâm luyến tiếc, nên phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hàng ngày cô chuyên trì Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm. Một hôm nọ, cô mộng thấy một người mặc bạch y, tay cầm đó hoa sen trắng trao cho. Sau khi tỉnh giấc thì thân tâm cô khác hẳn lúc trước. Cô dọn một cách nhỏ trang nghiêm, thờ Tây Phương Tam Thánh, chuyên tụng kinh A Di Đà và niệm Phật. Vừa đúng 3 năm thì cô thấy Phật hiện quang minh. Trên học thờ kinh, bỗng thấy như có cục lửa lớn cỡ viên đạn, nên Đào Thị sợ cháy kinh, vội dùng tay phủi xuống đất thì mới biết đó là hạt xá lợi, không phải lửa. Vào giờ phút lâm chung, cô được hóa Phật đến nghinh tiếp. Cô từ biệt mọi người rồi vui vẻ niệm Phật mà tạ thế. Trích Tịnh Độ Thiện Nhân Vịnh. Câu chuyện số 4. Triều Nhà Minh, Ni sư Thành Tịnh là người ở Cổ Cương, tỉnh Quảng Châu. Ni sư phát tâm trường trai, thọ 80 ngũ giới từ lúc còn bé, nên đến tuổi cập kê thì thệ nguyện giữ mình chính khiết. Ni sư sau đó đến lễ Trương Vọng Anh chủ đồng ở cùng ấp làm thầy để làm lễ thế pháp lúc xuất gia. Sau đó ni sư chuyển thăm tụng kinh Đại Thừa Niết Bàn, thờ thầy rất kính cẩn. Đến tuổi trung niên, ni sư thọ giới cụ túc, lưu tâm pháp môn tịnh độ, tâm nhớ miệng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật không dứt. Tánh ý ni sư từ hòa, thích hạnh bố thí, oai nghi đầy đủ và làm mô phạm trong chúng. Ni sư từng đi các nơi khuyến hóa Phật tử để tạo thánh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm bằng gỗ chiến đàn, phụng thờ ở Đại Từ xứ Phụng Thành. Năm sau đó, ni sư bị bệnh nhẹ, biết trước ngày giờ vãng sanh, liền khuyến hóa đồ chúng cùng với tất cả đàn Việt, nên cố gắng siêng tu tịnh nghiệp và chư nhóm các hạnh lành để cầu sanh tịnh độ. Đừng biến nhát chê nải theo thế tục mà tạo nghiệp. Đến sáng hôm sau thì ni sư bảo đệ tử rằng: Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát đã đến đây tiếp dẫn, quý vị nên cùng nhau thành kính cung nghinh ngài. Quý vị ở lại xin nhớ lời tôi dặn bảo tu hành. Dứt lời thì ni sư nhắm mắt niệm Phật rồi viên tịch. Trích Quán Âm từ Lâm Tập. Câu chuyện số 5. Triều Nhà Minh, mẫu thân của Lưu Đạo Long là Lý Thị, vào năm 40 tuổi thì phát nguyện trường trai, thờ Phật và niệm Phật. Nhưng Lý Thị lại không tụng kinh được vì bà không biết chữ. Bà sửa sang một ngôi tịnh thất trang nghiêm để thờ Quán Âm Đại Sĩ, ngày đêm lễ bái xưng niệm cúng dường rất chí thành. Bà niệm Phật mỗi ngày đến 1000 biến, dù tiết trời nóng bức vào ngày hạ hay lạnh buốt vào ngày đông thì việc tu niệm cũng không hề gián đoạn. Bà lại phát nguyện ấn tống kinh Kim Cang và đem ấn thế khắp nơi, khuyên mọi người lễ bái cúng dường trì tụng, dù tốn nhiều tiền của nhưng không hề tiếc nuối. Thực hành như thế trải qua thời gian 25 năm.
chức ngày bà tạ thế một năm, thì bao nhiêu tiền bạc để dành từ lâu đều đem ra làm Phật sự. Bái thỉnh chư tăng về nhà tụng kinh và chạy tăng cúng dường vân vân. Sau khi Phật sự viên mãn, một đêm bà nằm mộng thấy Quan Âm Bồ Tát nơi mình thờ, cầm một số chuỗi ngọc đưa cho và bảo rằng: "Ta đem vật này tặng cho ngươi, y theo số chuỗi chính là thời khắc của ngươi vãng sanh Cực Lạc." Trong giấc mộng, Lý Thị đếm được 53 hạt, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa. Đến ngày 13 tháng 5 năm Canh Tý, bỗng nhiên bà nói với người nhà rằng: "Ngày hôm nay tôi về Tây Phương, tất cả mọi người nên vân tập cao tiếng niệm Phật để chờ giúp cho tôi vào giờ phút cuối cùng để vãng sanh Cực Lạc." Tất cả con cháu trong nhà vâng lời, đều cùng nhau tụ họp trước giường bà đồng thanh niệm Phật. Chừng hơn một giờ sau thì Lý Thị vui vẻ kiết già, thường thể trọng tiếng niệm Phật vang động khắp nhà. Trích Kinh Kim Cang Kinh Ứng Luật. Câu chuyện sâu sâu. Triều nhà Thanh, Tống Phu Nhân là người thuộc gia đình Cảo Môn Vọng Tộc ở Trường Châu, tỉnh Giang Tô. Bà là vợ của Thái Học Sĩ Cố Văn Diệu. Thờ mẹ chồng là Hà Thái Phu Nhân rất kính cẩn. Hà Thái Phu Nhân là một Phật tử thờ kính Quan Âm Bồ Tát rất thành kính. Sau khi tạ thế thì để thánh tượng ấy lại cho Tống Phu Nhân. Hàng ngày Phu Nhân cũng lễ bái, xưng niệm, cúng dường rất kiên thành. Trải qua thời gian trên 10 năm, một ngày nọ, con trai của bà là Tân Phương vào ban đêm nằm mộng thấy chiếc y trên thân của hai vị đại sĩ bị hư rách, và đến nhà mình dường như cố ý cầu xin. Lúc sáng ra thì lại gặp một người đi ghe đem đến hai bức tượng xin bán, một bức điêu khắc tăng tướng Quan Âm thời xưa do Ngô Bảo tự vẽ, còn bức tượng kia thiêu Tống Tử Quan Âm. Tấn Phương nhớ lại giấc mộng đêm qua thì đã nhìn thấy hình tượng hai đại sĩ đã cầu hư, nên vô cùng mừng rỡ, biết là Bồ Tát thương mình thì hiện, nên vội đem tiền của mướn thợ làm lại thành hai pho tượng mới, rồi đưa đến An Nguyệt Thinh ở đồng xóm thờ phụng. Thời gian hơn một năm sau đó, Tấn Phương lại nằm mộng thấy hai vị đại sĩ trước đây đến nói rằng: "Chúng ta sẽ đi nơi khác, không ở Am Nguyệt Thinh nữa." Tấn Phương tỉnh mộng thức dậy, trong lòng rất lo lắng. Chờ đến sáng, đến Am Nguyệt Thinh xem thử thì thấy hai pho tượng quả nhiên bị để vào một bên vách. Lập tức kính thỉnh mang về nhà để thờ nơi tịnh thất của mẫu thân mình là Tống Phu Nhân. Hàng ngày đứng hầu hai bên pho tượng mà trì niệm thánh hiệu Tây Phương A Di Đà Phật và các kinh chú, chiêm bái cúng dường hai pho tượng đại sĩ không người nào bỏ qua. Một ngày nọ, trên viên gạch trong tịnh thất bỗng hiện tăng tướng Quan Âm đại sĩ, giống hệt bức tượng của Ngưu Đạo Tử Họa. Ba ngày sau lại hiện lên bức tung tượng Quán Âm Thông Tử, có thiện tài, nam nữ trước sau đồng xuất hiện. Bức tượng tướng Quán Âm hiện trên vạch có kim dung rực rỡ, nên Tống Phu Nhân thấy thế vô cùng vui mừng. Từ đấy đối với tình nghiệp tinh tấn gấp bội hơn trước. Lúc Phu Nhân sắp lâm chung thì gọi các con đến cạnh khuyên bảo: "Các con mãi mãi với chồng bổn phận nhân đạo, đừng tranh giành tài sản với nhau như người thế tục,
nên gắng nói theo mẹ, kính trọng Tam Bảo, tinh tấn niệm Phật và tu tập pháp lành. Giờ phút này mẹ được sinh về Tây Phương Cực Lạc là một phước báo lớn không gì so sánh được. Nên các con nên cùng nhau đồng xưng niệm tín hiệu từ phụ A Di Đà để đưa mẹ về Tây. Đừng như người thế tục si mê khóc than kỳ lệ. Dứt lời, phu nhân kính cẩn chắp tay lên trán, nhất tâm niệm Phật và chỉ tụng thần chú mình thường chỉ tụng. Xung quanh mọi người đều ngửi thấy mùi hương ngọt ngào khắp trong thất. Sau đó, phu nhân ra đi trong tiếng niệm Phật của con cháu. Bây giờ là vào lúc niên hiệu Càn Long năm thứ 57 nhà Thanh. Vào ngày Đoan Ngũ tháng 5 năm Nhâm Tuất, phu nhân hưởng thọ 54 tuổi. Trích Nhất Hạnh Cư Tập. Câu chuyện số 7. Chiều nhà Thanh năm Mão, cạnh Chí Đạo Nhân, người họ Uông là một nữ Phật tử đặc biệt trong giới Phật giáo chiều nhà Thanh. Bà về sống với Lý Cần Hy đến năm 26 tuổi thì quá chồng. Sau khi Cảnh Hy tạ thế, Cảnh Chí Đạo Nhân tự ngộ mình có tốt phước nên không bị Trần Lao triền phược. Bà phát tâm xuất thế nên đến chùa bái thỉnh cao tăng truyền trao với Bồ Tát. Sau khi thọ đại giới, bà luôn đem Phật pháp dẫn dắt tất cả người trong làng xóm và những chúng hữu duyên. Đạo nhân khuyến hóa rất đông người, số người thâm tín thực hành theo bà 9.000 người. Đạo nhân từng chích máu nơi lưỡi để chép các kinh Pháp Hoa một bộ, kinh A Di Đà một quyển, Phòng Vọng Giới Bồ Tát Bổn một quyển. Lúc 30 tuổi, bà bị bệnh kiết lỵ kéo dài không dứt. Đến một ngày nọ, bà cố gắng ngồi dậy, tắm gội sạch sẽ, rồi mặc tịnh y vào, ngồi kiết già chuyển tâm niệm Phật và tạ thế. Bây giờ là vào niên hiệu Càn Long năm thứ 49 nhà Thanh. 3 năm sau đó, có một cô gái họ Hà ở cùng sống với bà bị bệnh nhiệt. Lúc bị bệnh hành hạ mê man, thì thấy có một nhóm người cầm đèn và chiếc kiệu lớn đến khiêng mình đến nơi một cung điện nguyên nga. Chồng ấy có một vị vương gia mặt xanh ngồi chính giữa, tả hữu có nhiều tiểu quỷ theo hầu, tất cả đều cầm chi ba bằng thép và chùy đồng. Vị vương gia đó phán bắt cô gái họ Hà này lại và dùng chùy đánh. Trong lúc kinh hãi chưa biết làm sao, thì cô nhìn thấy từ phía bên trong bảo điện có một vị đạo nhân đứng chính giữa, kim đồng cộc nữ cầm chàng phán bộ cái đứng hầu hai bên, đang từ từ bước ra. Đạo nhân này không phải như người thường, vì ngài đi cách đất chừng một trường, đầu đội mão xanh, thân mặc y điếu, tay cầm phất trắng, chân mang vân hài, hình tướng đoan nghiêm thanh tịnh không ai sánh kịp. Cô gái ấy nhìn kỹ lại thì đạo nhân đó không ai xa lạ, chính là bà họ Lý ở cùng xóm ngày xưa. Chỉ có khác là hình tướng của bà giờ đây quá trang nghiêm, đẹp đẽ khác hẳn lúc sanh tiền nên không nhận ra ngay. Bà họ Lý thấy tiểu quỷ bắt cô gái lại định đánh thì vội ngăn lại bảo: "Thôi, thôi." Vương gia nghe thấy tức tốc truyền lệnh ngưng và phóng thích cô. Đoạn ngày trời chốn ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân bà họ Lý, xong rồi quỳ trước bậc bà và thư rằng: "Con xin thành kính vâng lời." Bà họ Lý đó bèn đưa tay dắt cô vào trong nội điện. Khi
Khi vừa bước vào trong thì thấy cảnh tượng vô cùng trang nghiêm, không sao tả được. Ánh quang minh rực rỡ, bàn, ghế, chiếu, niệm đã trải sẵn rất chỉnh tề. Trên bàn hưởng án có cúng dường kinh Phật. Bà họ Lý truyền lệnh đem trà ngon, trái cây quý ra đại cô. Trái ấy giống như trái tần bà, mùi vị ngon ngọt, thơm ngát. Bà hỏi, con có biết trái ấy ở đâu không? Nói rồi tự trả lời, ta mang từ Tây Phương đến đó. Sau khi cho cô ăn và uống trà xong, thầy dắt cô đi quan sát cảnh giới địa ngục. Trong lúc đi xem, bà nắm tay và giảng giải Phật Pháp cho cô nghe rất nhiều. Nhưng cô chỉ còn nhớ những điểm chính như thân người khó được, khắc nào như đất dính móng tay, nên phải cố gắng trì trai giữ giới, chuyển tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sau đó bà bảo cô mau trở lại dương thế và nhớ lời bà khuyên nhủ. Những điểm cần yếu bà dạy là gái lớn lên tốt nhất không nên lấy chồng, ráng ăn chay niệm Phật cho chuyên. Cần nhất là giữ ý nguyện về Tây Phương, và ngoài việc niệm Phật thì nên kính tụng kinh trì chú. Bà bảo, khi giờ ngày đến thời, ta sẽ đến nghênh tiếp con, con nên cố gắng. Dứt lời, bà bảo cô lên kiệu ngồi, sai người đưa về. Trong chốc lát thì cô liền tỉnh cơn hôn mê. Chích Nhất Hạnh Cư Tập. Câu chuyện số 8. Hồ Thị Nữ là người ở Hồ Châu. Bà về sống với người họ Phan ở Hàng Châu. Ông họ Phan này là một Phật tử biết ăn chay trường, niệm Phật từ lúc thơ ấu. Khi kết hôn với ông, bà thấy chồng như vậy nên cũng phát nguyện trường trai niệm Phật. Sống với nhau một thời gian ngắn thì ông bị bệnh qua đời. Từ đó Thị Nữ sống một mình cô quạnh trong một căn nhà cao rộng. Hàng ngày nhìn lên bốn bức vách đều hiểu thế thảm, nên bà tính ngộ cuộc đời như huyễn mộng. Bà tự bỏ phấn son nhung lụa, mỗi ngày chỉ bỏ ít tiền mua đậu hũ, rau, trái ăn cho qua bữa, nhưng không thấy đói. Trong nhà bà có thờ Quán Âm Bồ Tát, hàng ngày đều lễ bái xưng niệm, cúng dường và tụng kinh trì chú. Bà đến chùa quy y và được cho pháp danh là Tịch Niệm. Lúc trước khi phát tâm tu hành thì dù ở trong cảnh nhà giàu sang, bà vẫn đi làm các công việc nữ công để kiếm thêm tiền. Nhờ vậy mà dành dụm được một số tiền. Nay bà đem hết số tiền này cúng dường chư tăng và sắm một cái khánh đem gửi ở nhà người khác. Vào niên hiệu Khang Hy triều nhà Thanh, vào ngày 15 tháng 6 năm Tân Mùi, bà nhờ người đến lấy khánh đem về, lại bới thỉnh Đinh Phong Hòa Thượng đến chứng minh cho lễ hỏa thiêu mình. Hàng Phật tử tại gia, tất cả mọi người có đến vài trăm người đến tiễn đưa bà. Mọi người đều đồng người khen là chuyện hiếm có trên thế gian. Bây giờ Thị Nữ đúng 41 tuổi. Trích Khoán Viên Tân Chi. Câu chuyện số 9. Triều nhà Thanh, Viên Giảng Trai từng thuật lại câu chuyện như sau. Bà nội của tôi là Xài Thái Phu Nhân, ngày còn sống thường hay kể cho tôi nghe chuyện về bà ngoại của bà là Dương Thị. Dù tuổi đã già
nhưng không có một đứa con bên cạnh, vì tất cả đều đã chết. Nên ở với một đứa cháu gái bà con xa tên là Hồng Phu Nhân. Đến năm 97 tuổi thì Dương Thị tạ thế. Lúc sanh tiền, bà thường sống trên lầu cao, trong đó có thờ thánh tượng Quán Âm Bồ Tát. Hằng ngày lễ bái, xưng niệm, cúng dường rất chí thành và tụng kinh niệm Phật không hề biến trễ. Trải qua thời gian 30 năm, không một lần bước chân xuống lầu, tánh tình bà như hòa hiền thiện. Trước khi tạ thế, bà bảo đem bồn đến để rửa chân. Khi người hầu đem thùng gỗ vẫn dùng thường ngày đến cho bà, thì bà bảo không được, vì lần này ta đi sẽ đạp trên liên hoa. Con mau mang thớt bằng đồng rửa mặt đến đây cho ta dùng. Rửa chân xong thì mùi hương chân đàn ngào ngạt xông khắp cả tầng lầu. Bà kiết già đoan tọa và tạ thế. Diệu hương ấy trải qua 3 ngày đêm mới tan hết. Trích Tân Tế Hải. E, những câu chuyện cảm ứng khi niệm danh hiệu Quán Âm Bồ Tát và Chỉ Chú Đỡ Bi rộng khắp khuyên răng. Câu chuyện số 1. Chiều nhà Lương, Phật tử Lưu Tề là một người rất có chí hướng. Tuy sống trong gia đình nghèo thiếu, nhưng ông là người con chí hiếu, học hành siêng năng, không chịu lùi bước. Ông cùng với em trai ngày đêm chịu khó đèn sách, dùi mài kinh sử, rộng thông tất cả các sách. Vào niên hiệu Thiên Giám nhà Lương, ông ra làm quan trông coi hai ấp lớn. Vốn là người có tâm tánh nhân từ, thương dân như con, nên ông nổi tiếng là vị quan nhân đức vào thời ấy. Lúc ông 50 tuổi thì mẹ ông là Minh Thị bị một cơn bệnh nặng. Ngày ông lo việc quan, tối đến lại lo cơm cháo thuốc thang cho mẹ, đến nỗi không lúc nào rảnh để vá lại chiếc áo mình mặc. Trải qua thời gian 7 tuần lễ, ông phát nguyện tụng kinh Phổ Môn Vạn Biến, cầu nguyện cho mẹ qua hết bệnh trạng và được tăng thêm tuổi thọ. Một đêm nọ, ông nằm mộng thấy một vị tăng đến bảo rằng mẫu thân của ngài đã tận số, những do tâm chí thành khẩn thiết của ngài nên sẽ sống thêm được 60 ngày nữa mới tạ thế. Đúng như lời tăng nhân mách bảo, mẫu thân ông sống lại thêm 2 tháng thì tạ thế. Ông bèn tự quan xây một cái chòi tranh bên mộ của mẹ, ngày đêm chuyển tâm niệm Phật, nguyện cầu cho mẹ được siêu sanh lạc quốc. Ngày ngày đều có một cặp bạch hạc quấn quít bên chòi tranh của ông. Trích Trích Lương Thư. Câu chuyện số 2. Chiều nhà Minh, Bành Hiếu từ Hữu Nguyên, từ Tĩnh Vũ là người ở Ích Dương, tỉnh Hậu Quảng. Ông phát tâm tính kính Tam Bảo từ lúc thơ ấu, hàng ngày thường trì tụng kinh Phổ Môn và chú Đại Bi để cầu nguyện cho song thân được tăng tuổi thọ. Một ngày nọ, phụ thân ông bị chồng bệnh, Hữu Nguyên bèn cắt thịt cánh tay để làm thuốc điều trị cho phụ thân lành bệnh. Nhờ đó phụ thân ông sống thêm được 10 năm nữa. Sau khi cha chết, ông thờ mẹ chí hiếu. Sống trong cảnh gia đình túng thiếu, nhưng ông luôn cố gắng làm thuê làm mướn, kiếm tiền để mua món ngon vật lạ dâng lên cho mẹ hàng ngày. Đến niên hiệu Sùng Chinh,
mùa thu năm Bính Tý, mẫu thân ông lâm trọng bệnh, bệnh liệt giường không ngồi dậy nổi, lại bị lở loét ung nhọt ăn lũng bằng tay, đau nhức rên la thảm thiết. Hổ Nguy nhìn thấy cảnh tượng này nên trong lòng buồn rầu khôn xiết. Một đêm ông nằm mộng thấy Quán Âm đại sĩ mách bảo thọ số của mẫu thân người sắp hết, chứng bệnh đang phải thọ khổ đó không có phương thức nào trị lành, ngoài trừ phải ăn gan người thì bệnh mới mong qua khỏi. Sáng hôm sau ông đến thăm mẹ thì bà bảo muốn ăn món gan dê. Hổ Nguyên bèn thưa: "Thưa mẹ, đây là sự việc Bồ Tát có dạy con trong giấc mộng đêm qua. Xin mẹ cứ yên tâm, để con đi tìm món ăn này dẫn lên cho mẹ." Ông nói xong thì từ giá mẹ ra khỏi phòng, rồi đi đến trước bảo tọa Quán Âm, chí thành lễ bái rồi bạch rằng: "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát đã thùy từ chỉ dạy cho con, cầu xin Bồ Tát chứng minh gia hộ cho con. Con nguyện từ mổ gan mình để cứu cho mẹ con khỏi bệnh." Đêm ấy ông nằm mộng thấy Quán Âm Bồ Tát cùng với các thánh hiền người trước mặt mình, lại thấy có vô số chúng cầm chàng phan bảo cái theo hầu. Ông giật mình tỉnh giấc thì toàn thân toát mồ hôi như nước, bèn đi tắm rửa sạch sẽ rồi vào trước Phật đài đánh lễ, sau đó trở về nơi nghỉ rồi dùng dao tự rạch bụng chỗ có lá gan. Vì quá đau đớn nên ông ngất đi một hồi lâu. Khi tỉnh lại, ông gọi vợ bảo: "Bà hãy đem lá gan này chừng cho thật kỹ rồi dâng cho mẫu thân." Người vợ vâng lời, đem dâng món gan cho mẹ chồng mình ăn. Bà mẹ không biết tưởng là gan dê nên vui vẻ dùng món ăn, thì quả nhiên lành bệnh. Sự việc này sau đó được đồn khắp nơi, nên xa gần người người đều cảm động rơi lệ tán thán. Nhiều người đến thăm ông nhìn thấy vết thương quá lớn đều nghẹn ngào. Họ đến trước bảo tọa của đại sĩ cầu đảo cho ông. Tuy bị trọng thương nhưng tinh thần của Hổ Nguyên vẫn an ổn như thường. Đêm ấy ông lại mộng thấy đại sĩ hiện thân và báo rằng lá gan và vết thương của hiếu tử con muốn mau lành không khó, nhưng vì đây là thời mạt pháp, thế gian kẻ nhân hiếu hiếm có, nên ta muốn để vết thương này sẽ tự lành trong 100 ngày, để cho tất cả thế nhân đến xem mà phát khởi tâm hiếu đạo phần nào. Qua thời gian 100 ngày, vết thương con sẽ tự bình phục lại bình thường như trước đây. Sự tích trên đây do tiến sĩ Vương Văn Nam tự ghi lại rồi mướn người chép ra và in ấn thành bản rất nhiều, phát cho dân chúng để mong mọi người học theo hành hiếu đạo của Hổ Nguyên. Trích Quán Âm Trì Nghiệm Ký. Câu chuyện số 3. Chiều nhà Minh, công tứ tước Tự Kính Lược là người ở Thái Khương, tỉnh Giang Tô. Dù sống trong địa vị hiển vinh nhưng là người không háo sắc, hiền hòa, thích thực hành thiện sự. Tất cả phạm vụ khắp nơi đều quyên góp tiền. Lúc tuổi về già, ông mướn họa sĩ dùng nước kim ngân họa thánh tượng Quán Âm đại sĩ, rồi tự tay viết bài để cho mọi người lễ bái xứng tụng. Số lượng bài viết ấy không ghi lại là bao nhiêu. Con trai của công tứ tước là Không Tiên Sinh, tên Hoạnh, thi đậu bản nhãn. Cháu nội là Thời Mạnh, hiệu là Yên Khắc,
là một Phật tử rất sùng kính Phật giáo. Yên Khắc là một đại quan chống triều. Mỗi khi gặp nhằm năm mất mùa, dân chúng đối khắc, Yên Khắc thường mở cho trận tế, lại tự mình xuất tiền mua gạo nấu cháo, giúp đỡ cho những người đói ăn. Bên cạnh đó, Yên Khắc còn thỉnh Văn Cốc Đại Sư đến tư dinh, tuyên dương Phật Pháp cho dân chúng để làm món ăn tinh thần. Lục tiến sĩ Doãn Thăng một hôm nằm mộng thấy mình đi đến một ngôi Đại Già Lam. Lúc ấy có 6 người đánh đầu đến bán, trong đó có đầu nành lẫn với đầu tầm. Vị lão tăng đứng bên cạnh nói: "6 cánh đầu này đều là quả lành của Yên Khắc chữa nhóm tu tập đại thiền thì ghi bằng một hạt đậu tầm, tiểu thiện thì ghi bằng hạt đậu nành, tất cả chứ được thành 6 gánh." Yên Khắc sanh được 9 đứa con trai, đứa thứ 4 tên Quỷ, còn đứa thứ 8 tên Viên, con cháu đều đậu tiến sĩ. Gia tộc ông đều là những người hiền hậu, nhân đức, nên đời đời được hiển vinh. Tuy sống trong gia đình vọng tộc cao sang, giàu có sung sướng, nhưng họ vẫn noi theo gương cha ông, sùng tín Tam Bảo, tu tập thiện sự, ăn chay niệm Phật. Trích Hiếu Quả Tùy Lục. Câu chuyện số 4. Chiều nhà Minh, vào niên hiệu Vạn Lịch, có người tên là Tiêu Giáp làm thông mai ân huyện Tiêu Văn. Do có công song bộ Sự Thích Hồ Quảng mà được thăng làm lương sự. Tiêu Giáp lúc rảnh rỗi thường du ngoạn chốn núi sông, thưởng ngoạn nơi biển cả. Một hôm có một vị hòa thượng ở Nam Hải từ đất Thục đến xin quá giang thuyền để về Phủ Đà, nhưng chủ thuyền không ưng thuận. Hòa thượng thấy Tiêu Giáp là hàng hoạn quan và là người tử tế, nên đem sự tình thổ lộ với Giáp rằng: "Không giống gì ngài, bận tăng từ lâu để quyên góp được 600 lạng vàng, định đem về Phủ Đà kiến lập bảo điện thờ Đức Quán Âm Bồ Tát. Mong ngài thương lượng giúp với chủ thuyền cho tôi được quá giang, thì công đức ấy thật vô lượng vô biên, vì chắc ngài cũng dư rõ." Bần tăng một mình mà lại nhiều tài bảo, ở lại đây chắc là bất tiện. Giáp ưng thuận thương lượng với chủ thuyền cho hòa thượng cùng đi. Nhưng đi được vài ngày, trong lòng Giáp bỗng khởi ác niệm. Thừa lúc đêm tối sóng to gió lớn, Tiêu Giáp liền hòa thượng xuống biển. Đoạn đến vợ chấp ra thì quả nhiên có số vàng mấy trăm lượng. Tiêu Giáp bèn lấy hết bỏ vào túi riêng. Khi trời vừa hừng sáng thì bỗng Giáp thấy hòa thượng ấy từ dưới biển ngôi lên, đứng trước mặt đòi mạng. Từ đấy, ngày đêm hòa thượng luôn hiện hình quấy rối. Tiêu Giáp suốt ngày đêm trọng tâm lo sợ, không một phút tạm yên, nên sanh trọng bệnh. Tiêu Giáp đi khắp nơi cầu đạo khấn vái nhưng vô hiệu quả, vì hình bóng hòa thượng không lúc nào xa rời. Bệnh gần một năm thì tài vật của hòa thượng cũng như tài vật của Giáp đều hết. Một ngày nọ, vị hòa thượng quá cố nói trên bỗng nhiên xuất hiện. Ngài cầm chiếc gậy đến viếng thân Giáp và bảo Giáp rằng: "Thưa ngài, tôi đây chính là người thật, chẳng phải quỷ ma đâu. Năm vừa rồi, lúc tôi bị ném xuống biển, đang lênh đênh trên sóng gió, thì trong tâm tự nghĩ thế nào cũng sẽ chết. Giờ phút ấy tôi vẫn nhớ Phật
niệm Phật, nên cầu xin về Tây Phương Cực Lạc. Bỗng nhiên Đức Đại Bi Quán Thế Âm từ trong không trung giáng hạ, tay cầm một ngọn đèn rồi đưa tôi vào một bãi lau. Sau đó thì gặp được một người chạy lưới cứu thoát. Sáu trăm lạng vàng ấy dù bị ngài cướp đoạt, nhưng sau khi thoát nạn thì tôi liền đi quyên góp lại, và số ấy đến nay đã gần đủ. Hiện nay tôi đang về Phú Đà để thụ đáp bổn nguyện năm xưa. Khi tôi đi ngang qua xứ Dân Âm thì nghe dân chúng xôn xao truyền rằng ngài mắc phải chứng bệnh lạ nên đến đây thăm viếng. Tôi khuyên ngài hãy bỏ hẳn cái sai lầm ấy đi. Hiện giờ bần tăng cũng có phần đói bụng, nên xin ngài cho một bữa cơm chay rồi sẽ từ biệt lên đường. Sau khi hòa thượng thọ chay xong thì từ giả giáp cất bước lên đường. Giáp trong ý vẫn còn ngờ vực nên cho người theo chứng hòa thượng dò xét. Quả nhiên thấy ngài cầm gậy bước lên thuyền đang đậu sẵn nơi bờ biển. Từ ấy hình bóng ma quỷ hoàn toàn không hiện nữa, nhưng bình trạng của Giáp vẫn không thuyên giảm chút nào. Trải qua vài tháng thì thần thức rời khỏi thân xác, theo nghiệp vào chúng u minh để thọ cực hình thảm khốc do chính mình đã tạo. Giáp chỉ có một con trai, cũng là một người học vấn văn chương có tiếng. Nếu gặp vận tốt thì có lẽ đã làm đến đại quan hơn cha mình nhiều. Như đến kỳ ứng thí, vì cha chết nên không thể bỏ đi. Không biết thiếu niên ấy vì buồn rầu hay vì nhìn thấy cha chết nằm đó chưa chôn mà thẫn thờ đi ra bờ sông rồi nhảy xuống sông chầm mình tự vẫn. Nói đến vị hòa thượng, sau khi về đến Nam Hải, ngài được tin cha con của Giáp đều từ trần một cách thảm thiết. Với tự tâm của một người đã xuất gia, nghĩ đến ác nghiệp của chúng sanh, lòng hòa thượng đau như cắt. Ngài quá thương tâm nên không thể ngăn được giọt lệ. Từ ấy mỗi thời khóa tu niệm hàng ngày, lễ sám, niệm Phật, ngài đều nhất tâm cầu nguyện cho cha con họ Tiêu được mau thoát khỏi khổ luân hồi mà vãng sanh Cực Lạc quốc. Trích Ứng Thiên Tăng Chú. Câu chuyện số 5. Triều nhà Minh, niên hiệu Chánh Đức, có quan chi huyện Giang Âm họ Vương. Một ngày nọ, ông bảo người đến gọi người giúp việc cho mình là vị Thông Lại đến phủ để dạy việc. Nhưng vị Thông Lại vào ngày ấy lại lo bận việc cúng lễ phía Đức Quán Âm, nên ông nhờ người thứ lại sự việc với quan huyện. Chùa Quán Âm ở vùng phụ cận có thánh tượng Quán Âm bằng gỗ trầm hương, trước giờ rất linh hiển. Quan huyện được người về thứ lại việc Thông Lại vì lo chuyện nhà chùa mà trái lệnh của mình nên nổi trận lôi đình, lập tức truyền lệnh cho bốn người lính tại nha môn cùng đi đến chùa Quán Âm. Lúc ấy Phật tử đang hội họp cùng với chư tăng trong chùa làm lễ. Chi huyền dặn bốn người lính xông ngay vào chánh điện. Vừa tới Phật đài, ông ra lệnh cho quân lính triệt hạ thánh tượng Quán Âm, đem ra phía ngoài chế dầu thiêu đốt. Trước hành động bạo ngược của vị quan địa phương, muôn người như một, không ai chẳng tức giận. Nhưng toàn thể Phật tử vẫn im lặng, vì lẽ chốn từ bi chẳng nghiêm thanh tịnh, không thể gây ra sự đổ máu. Mà vị quan huyện cũng là người đứng đầu trong huyện,
Sau khi thiêu hủy thánh tượng thì Quang Huyền bỏ ra về. Vài ngày sau, ông vào chiều tiếp kiến hoàng thượng. Những đi giữa đường thì tim ông đau nhức như bị người cầm dao đâm. Chi Huyền tự hối hận, lập tức quay về, nhờ người bái thỉnh chư tăng đủ giới đất, rước về tự dinh, tụng kinh bái sám, mong tiêu tội ác. Có ba vị tăng sau khi đến tự dinh thì một vị đứng ra cảnh giới cho Chi Huyền. Quang Huyền nên biết Đức Quán Âm Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, thương xót chúng sanh như con, tùy duyên hiện thân cho mười phương để cứu khổ chúng sanh. Thế thì Ngài không nên vì một pho tượng bằng gỗ mà sanh lòng sân hận. Chúng tôi y cứ theo Phật lý mà xét thì đây là hiện báo của Ngài. Vì chư hộ pháp thiện thần muốn chỉ rõ báo ứng hiện tiền để cảnh báo Ngài, mà cũng là để làm gương cho thế nhân. Quang Huyền có tín tâm với Phật pháp, rước chúng tôi đến tụng kinh bái sám. Việc ấy chúng tôi cũng sẵn sàng chí thành lễ bái cầu nguyện. Nhưng ác nghiệp của Ngài quá sâu, hiện báo đã thuần thục, chúng tôi e rằng khó quá khỏi. Quả nhiên như lời vị cao tăng nói, Chi Huyền nằm trên giường bệnh lăn lộn kêu la, chỉ trong thời gian 3 ngày thì thần thức rời khỏi thân, theo ác nghiệp vào chúng minh ti chịu khổ cực hình. Trích Âm Chất Văn Huyễn Giới Thiên. Câu chuyện sâu sâu. Cuối chiều nhà Minh, có người tên Trần Kinh Sơn, là một võ quan của triều đình, tánh tình vô cùng bảo tàng, ngày đêm thường cờ bạc. Trong nhà y có thờ thánh tượng Quán Âm. Khi nào thắng bài thì về đến nhà thắp hương cúng dường lễ bái trước Phật đài. Khi bị thua chút ít thì về đến nhà mắng chửi Bồ Tát. Một ngày nọ bị thua sạch, vừa về đến nhà hắn ta nổi giận, đem thánh tượng đại sĩ vứt trong nhà sĩ. Lại hàng ngày dùng nắp bô đổ phận tiểu trên bài vị thờ thần. Niên hiệu Sùng Chính Nhà Minh năm thứ 17. Vào nửa đêm ngày 27 tháng 4, nhà láng giềng bị hỏa hoạn, đang đến nhà Kinh Sơn. Đang lúc ngon giấc, hắn giật mình thức dậy, cảm thấy hơi nóng nên chạy ra ngoài chốn lửa. Nhưng không biết ai xui khiến, hắn lại chạy chứa vào nhà để chánh lửa. Khi đi vào nhà sĩ, nơi đã vứt bỏ thánh tượng Bồ Tát, hắn ngồi yên trong ngọn lửa, tự thiếu mình như con heo quay. Trích Dẫu Am Tỏa Ngư. Câu chuyện số 7. Triều nhà Minh, Từ Tú Tài Từ Thái Sanh là một người tài cao, đức hạnh vẹn toàn. Vì vậy mà từ thành thị đến thôn quê ai cũng kính trọng ông. Con lớn của Từ Thiên Sinh tên Khôn, đứa con nhỏ tên Phật Xá Từ Thành Dân, tuổi vừa 20 mà đã là người xuất chúng, rất thông minh, lại trung thực chí hiếu. Tuy còn trẻ nhưng Thành Dân đã phát tâm thâm tín Phật pháp, trì chay niệm Phật tụng kinh, lòng từ bi có thể nói cảm đến muôn loài. Cho đến đối với loài thảo mộc côn trùng cũng không nhận tâm làm thương tổn. Vào đêm ngày 12 tháng 6 năm Quý Dậu, Thành Dân
được một vị thiên vương ở cung trời Đau Lợi mời đến. Khi Thành Dân vừa đến bầu điện thiên vương, thì Ngọc Hoàng tức khắc niềm nở nghinh tiếp. Sau khi an tọa, thiên vương cho biết vì công việc ở Đại Ngũ Điện trong Minh Phụ quá nhiều, chậm xin cung thỉnh ngài đến đó làm việc trong 100 ngày. Từ ấy về sau, mỗi đêm Thành Dân khi thì du hành các nơi dưới Minh Phụ, khi thì làm việc tại bốn điện. Nhưng vì mục kích những thâm cảnh trong chúng U Minh, mà nghĩ đến chúng sanh trong chúng dương gian đang tạo ác nghiệp, lòng ngài càng đau đớn, muốn đem vật lý khai hóa, nhưng chẳng biết làm sao vì âm dương cách trở. Ngài nghĩ bây giờ chỉ có cách là vận sức thần thông hiện thân ở những nơi đó, tùy cơ thuyết pháp cho mọi người nghe, để sanh tâm sợ hãi, bỏ giữ theo lành, quy hướng về tam bảo. Thành Dân thật thi theo ý định, nên mọi người đua nhau đến xem nghe, không chỗ chen chân. Trong thời gian Thành Dân hiện thân thuyết pháp, ngài diễn tả cảnh trong chúng minh đồ vô cùng thê thảm, hình phạt của các tội nhân trong các địa ngục, nào là bị gông cùm, xiềng xích, kéo lưỡi châu cày, nấu tội nhân trong vạc dầu sôi, xay, giả, cưa, xẻ, leo núi đao, rừng kiếm, ôm cục đồng sôi, nằm giường sắt nóng, vân vân. Ai nghe thấy cũng phải rùng mình, nhắm mắt. Khi nghe tiếng gào thét của tội nhân, thì phải bịt tai lại không dám nghe. Những cảnh tượng ấy, có người thì dùng miệng để kể lại, có người thì dùng bút ghi chép lại những gì Thành Nhân thuật lại, thành một pho sách mô tả địa ngục, được chia ra làm 18 cảnh. Hình phạt phân ra đến muôn ức thứ. Chư Bồ Tát, chư Phật không lúc nào không hiện thân vào địa ngục để cứu khổ cho chúng sanh. Tuy nhiên, những tội nhân không có thiện căn từ đời trước, thì dù chư Phật phóng quang minh cũng không cứu giúp họ được. Dầu cho có đứng trước mặt thuyết pháp khai thị, các tội nhân đó vẫn hồn mê bất tỉnh. Duy chỉ có ngày 15 tháng 7 là ngày chư Phật hoan hỷ khắp trong trời đất, nơi nào cũng có lễ sám, đập chay đàn thi thật. Đến trong ngày này, đích thân Quán Thế Âm Bồ Tát thống lĩnh tất cả tội nhân đi đến đạo tràng để thọ tài thi. Trích Ngoặc Diêm La Minh Phán Nhất. Câu chuyện số 8. Có một người sinh viên sống tại Cao Phòng ở Lâm Giang, tỉnh Giang Tây. Lúc mới lên 6-7 tuổi đã nổi tiếng là thần đồng, vì thông minh không ai bị kịp, lại kiêm đủ đức hiếu hạnh. Năm 14 tuổi, Cao Phồn vào trường quốc học, đến lúc trưởng thành thì đậu cao. Cha mẹ sau đó cưới vợ cho Cao Phồn. Người vợ là Phan Thị, tự Châu Thành. Cô gái này sắc đẹp không ai bì, nhưng tính tình lại hung dữ, chẳng ai sánh kịp. Đôi vợ chồng trẻ gần nhau chưa bao lâu thì trở thành như bà chủ đối với đầy tớ. Phan Thị lấn hiếp Cao Phồn đủ muôn ngàn cách, cha mẹ chồng không thể cấm ngăn, nên vạn bất đắc dĩ phải cho ra riêng. Cao Phồn không chịu nổi sự khổ nhọc hành hạ Phan Thị, ngày càng gầy ốm, thân thể chẳng khác gì que củi. Mẫu thân Cao Phồn thấy thế buồn đau,
ngày đêm biến ăn bỏ ngủ. Vì Cao Phồn là con trai duy nhất, lại tài đức không ai sánh bằng. Một đêm nọ, bà mộng thấy một ông già đến bảo rằng: con dâu của nhà ngươi là nghiệp chướng từ đời trước. Phan thị ngày trước là con chuột trường sanh của hòa thượng Tịnh Nghiệp, còn con của ngươi đời trước là một vị sĩ tử đại tài. Một hôm nọ, người ấy tình cờ đến chùa và giết chết chuột trường sanh, nên đời này ác báo ấy phải tự thọ, không thể dùng nhân lực chuyển hóa được. Chỉ có cách sớm chiều phải chí thành chỉ tụng thánh hiệu Quan Âm, cùng chỉ tụng kinh Phổ Môn, cùng chú Bạch Y 108 biến, thì chắc chắn sẽ có hiệu quả. Khi vừa thức dậy, bà đem việc ấy thuật lại với phụ thân Cao Phồn. Hai ông bà vẫn theo lời dạy của ông già trong mộng, chỉ tụng kinh hơn 2 tháng, nhưng tánh tàn bạo của Phan thị vẫn như xưa, lại còn thêm lăng hoàng hơn trước. Một ngày nọ, có một vị hòa thượng đến địa phương của gia đình họ Cao để tuyên dương Phật Pháp. Mọi người đuổi nhau đi nghe, số đến cả ngàn người. Phan thị lúc ấy cùng đến nghe. Sau khi hòa thượng giảng thuyết Phật lý xong, ngài bước xuống pháp tòa, bảo người mang cho ngài một chén tình thủy. Sau đó, ngài bước đến trước mặt Phan thị, trịnh trọng nói rằng: con không nên sân hận mãi, vì đời trước cũng chẳng phải là hư giả, đời này cũng chẳng phải chân thật. Chào ơi, chuột hãy chạy cho mau, đừng để mèo nó tìm được thì khốn. Dứt lời, ngài liên tiếp hớp nước phun vào mặt Phan thị, khiến mặt mày và y phục của Phan thị đều ướt đẫm. Hàng thanh chúng thấy thế đều kinh ngạc, vì họ nghĩ thế nào hòa thượng cũng bị Phan thị chửi mắng một trận. Nhưng trái lại, cô ta lau mặt rồi kính cận cúi đầu chào rồi đi ra về. Vị hòa thượng này sau khi phun nước rồi cũng bỏ đi. Phan thị từ đó về sau bỗng ăn năn lỗi lầm ngày trước, lại phát tâm tinh Phật Pháp, trì trai, niệm Phật, tụng kinh, bái sám, vân vân, và sau đó trở thành một người phụ nữ khác, xứng đáng là bậc vợ hiền dâu thảo. Trích Liễu Trai Chí Dị. Câu chuyện số 9. Triều nhà Thanh, Huỳnh Bá Lân ở Nguy Khương rời gia đình đến Dương Châu đã nhiều năm. Bá Lân là một Phật tử kính tính Tam Bảo. Trong nhà, ông thờ Quán Âm Bồ Tát rất thành kính. Hàng ngày, ông đều xưng tụng, lễ bái, cúng dường và chỉ tụng kinh chú. Mùa hạ năm Ất Dậu, trong xứ nổi loạn, binh sĩ kêu đến thành Dương Châu đánh phá dữ dội. Dân chúng sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Bá Lân lo sợ đến trước thánh tượng đại sĩ, lễ bái cầu đạo, mong ngài cứu hộ. Đêm ấy, ông nằm mộng thấy đại sĩ báo rằng: nhà của ngươi tất cả 17 người, 16 người kia đều có thể khối nặng, chỉ một mình ngươi vì định nghiệp không thể trung tranh. Bá Lân giật mình tỉnh giấc, trọng tâm rất lo sợ, lại đến trước Phật đài lễ bái cầu đạo. Sau đó ông trở về phòng, vừa nhắm mắt thì lại thấy Bồ Tát đến bảo rằng: đời trước ngươi chém Vương Ma Tử 26 nhát dao,
nên đời này phải đền trả. Người nên bảo tất cả gia đình và gia nhân chạy ra phía đông mà lánh nạn, chỉ mình ngươi nên ở giữa nhà mà chờ đợi, đừng để liên lụy đến người nhà. Phật tử Ba Lân thâm tín vâng lời Bồ Tát dạy. Quả thật 5 ngày sau thì binh sĩ kêu đến nhà. Ba Lân vui vẻ nghênh tiếp và hỏi rằng: trong số các vị ở đây thì vị nào là Vương Ma Tử, xin cho tôi biết. Vì tôi thiếu nợ Vương Ma Tử 26 nhất giao, nên giờ đây tôi sẵn sàng trả nợ, xin cứ giết tôi. Trong số binh sĩ đến, quả thật có người tên Vương Ma Tử. Người ấy lấy làm kinh sợ hỏi rằng: vì sao ông biết tên họ tôi? Ba Lân bèn đem việc trong mộng thuật lại. Vương Ma Tử nghe xong than rằng: đời trước ông chém tôi 26 nhát dao, nên đời này tôi tìm ông để trả thù. Nhưng đời này nếu tôi giết ông thì cũng không tránh khỏi đời sau ông sẽ tìm tôi để trả thù lại. Thế là trả vay với trả, biết khi nào mới dứt nợ. Dứt lời, Vương Ma Tử dùng sống dao chém nhẹ trên thân Phật tử Ba Lân 26 nhát. Đoạn nói rằng: thế là chúng ta không còn oán thù gì nữa, vì người mắc nợ và người trả nợ đã thanh toán xong. Phật tử Đường Nghi Chi bình luận: khi tôi chép chuyện ngắn trên, tự thấy có 3 tham ý. Thứ nhất là đức đại từ đại bi của Quan Âm Bồ Tát, có năng lực hồi chuyển định nghiệp của chúng sanh. Thứ hai là nghiệp nhân đã gieo từ đời trước thì đến đời này thuần thục, khó mong mà thoát khỏi. Thứ ba là những quả báo đã lên thọ trong đời hiện tại này đều do nghiệp nhân của kiếp trước, nên phải vui vẻ sẵn sàng mà lãnh thọ, không nên oán trời trách người, cũng không cần trốn tránh chi cho cực khổ. Trích Đường Nghi Chi ký cầu thơ. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 13.